Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng được phát định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Công an các địa phương hỗ trợ người dân thực hiện di dời chỗ ở, đảm bảo khoảng cách, tránh lây nhiễm chéo ở những khu vực bùng phát dịch Covid-19. Cứu hộ thành công vụ lật xe bồn chở hơn 20 tấn ga, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ nghiêm trọng ngay tại khu vực dân cư. Vụ việc ghi dấu ấn hình ảnh chiến sĩ công an dũng cảm xông vào nơi hiểm nguy nhất để làm nhiệm vụ. Sau 24 giờ xuất hiện clip thanh niên chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch lan truyền trên Facebook, công an đã vào cuộc điều tra, xác định và mời người này lên làm việc. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thông tin về những nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch của lực lượng công an. Tuần qua, khi phát hiện các ca F0 xuất hiện tại các khu vực dân cư có mật độ dân số đông, các địa phương đã thực hiện kế hoạch di dời dân để đảm bảo giãn cách, tránh lây nhiễm chéo. Công an các địa phương đã có mặt kịp thời, triển khai các biện pháp vận động, đảm bảo an ninh an toàn để người dân yên tâm chấp hành quy định phòng chống dịch của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tổ 21, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Lúc này thì công an phường Thuận Phước cùng với chính quyền địa phương đang có những sự hỗ trợ nhanh chóng kịp thời để cho người dân có thể di chuyển được tư trang của mình đến nơi giãn dân được an toàn. Ngay sau khi diễn ra cuộc họp của Ban chỉ đạo Covid-19 thành phố, chính quyền phường Thuận Phước, quận Hải Châu đã khẩn trương thực hiện vận động tuyên truyền người dân ở khu vực Kiệt 85 Hàn Mặc Tử đến nơi giãn dân ngay trong đêm. Đúng 21 giờ, công tác giãn dân được chính thức thực hiện. Hiện nay số lượng dân là tổng số là 20 hộ và 63 khẩu. Chúng tôi sẽ thực hiện giãn dân tại trường Trần Phú để đảm bảo thực hiện cái giãn cách an toàn cho người dân trong cái vùng dịch này. Và đặc biệt đó là về cái chính sách thì đảm bảo mọi cái chính sách liên quan như là một khu cách ly, lo cho người dân ăn ở, chỗ ăn, chỗ ở và thực hiện đảm bảo các cái chế độ khác. Để đảm bảo an toàn quá trình thực hiện, người dân được công an phường, cảnh sát khu vực phổ biến chủ trương về sự cần thiết của việc giãn dân. Toàn bộ các hộ ở Kiệt 85 Hàn Mặc Tử đều đồng tình, có hộ chỉ để lại một thành viên trong nhà nhằm tránh việc lây nhiễm chéo có thể xảy ra. Đồng thời, mỗi người dân được phát đồ bảo hộ và hướng dẫn di chuyển giữ khoảng cách. Đây thì có công an phường, rồi tổ dân phố họ vô cũng hỗ trợ cho người dân ở đây. Thì đem đồ ra này nọ thì cũng để cho người dân một phần an tâm để mà đi đến cái nơi cách ly sắp tới. Tính đến thời điểm hiện tại, phường Thuận Phước đã và đang thực hiện việc giãn dân đối với hai khu vực là Kiệt 90 Đống Đa và Kiệt 85 Hàn Mặc Tử. Chính sự đồng thuận của người dân đã tạo nên sức mạnh để địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết khác nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Về mặt đảm bảo vấn đề an ninh tự thì chúng tôi sẽ tăng cường lực. Ngoài công tác các đồng chí tham gia trực chốt tại các chốt Covid thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tuần tra 24/24 nhằm đảm bảo an toàn nhất, đảm bảo an toàn cho tài sản của bà con trong thời gian bà con tham gia giãn dân để phục vụ công tác phòng chống dịch. Xét nghiệm rộng, triển khai giãn dân và thu hẹp dần khu vực phong tỏa tùy theo mức nguy cơ của các ca nhiễm là biện pháp cấp bách được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng triển khai ở giai đoạn này, nhằm xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu cách ly tập trung và bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Với tình huống gia đình cháy tại tầng 3 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 do chập điện, đám cháy tỏa ra một lượng lớn khí độc khiến cho bệnh nhân tại khu điều trị bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng xuất 5 xe chữa cháy và một xe cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chữa cháy ban đầu, cứu người, hướng dẫn thoát nạn. Nhận định tại đây còn có khoảng 20 người bị nạn còn mắc lại trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng điều động lực lượng cứu thương phối hợp với thực hiện công tác sơ cứu và di chuyển người bị nạn đến khu vực điều trị khác.
Bên cạnh đó, bố trí các lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực xảy ra sự cố. Một vụ tai nạn lật xe hy hữu xảy ra ngay trên đường phố Đà Nẵng, khiến nhiều người dân chứng kiến cảm thấy bất an và lo lắng. Chiếc xe bồn chở hơn 20 tấn ga đang trên đường di chuyển lên trên cầu vượt Hòa Cầm thì bị lật. Nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn. Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng của Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ở khu vực lân cận. Khoảng 2 giờ chiều ngày 20 tháng 9, xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở bồn ga 20 tấn chạy từ đường Trường Chinh lên cầu vượt Hòa Cầm thì bị lật. Ngay khi nhận tin, 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Đà Nẵng đã đến hiện trường ứng cứu. Hàng chục lượt xe chữa cháy của công an tất cả các quận huyện được huy động để tiếp nước. Cùng với đó, cảnh sát giao thông cũng được huy động để điều tiết giao thông qua khu vực này. Dân gia dưới hoàng tất cả lực lượng đều triển khai để thực hiện cái này đảm bảo an toàn là cũng như là không có tuyệt đối không có một nguồn nhiệt khi mà cái ra cái nguy cơ rò rỉ ra là cũng sẽ gây cháy nổ nguy cơ. Và phương án là tính tới là những khu vực nhà dân mà tiếp xúc ở vòng 100m thì sẽ di tản. Lực lượng chức năng đã sử dụng bọt chuyên dụng và nước làm mát xe bồn, ngắt nguồn điện trên xe và khu vực lân cận, phong tỏa toàn tuyến đường để tránh nguồn nhiệt phát ra gây cháy nổ. Do đây là vụ việc tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nên các lực lượng chức năng phải thường xuyên kiểm tra rò rỉ khí ga từ xe bồn. Quá trình xử lý phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các phương tiện chuyên dụng để di chuyển xe bị nạn ra khỏi hiện trường. Với sự phối hợp nhịp nhàng đồng bộ, đến 8 giờ tối ngày 20 tháng 9, chiếc xe bồn chở khí ga đã được cứu hộ thành công trong niềm vui mừng của các lực lượng chức năng, sự thán phục của người dân địa phương. Sau khi cứu nạn cứu hộ thành công vụ việc, công ty cổ phần ga miền Trung, đơn vị chủ quản của chiếc xe bồn nói trên đã gửi thư cảm ơn tới lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là những lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ. Bất chấp nguy hiểm, thậm chí là tính mạng trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, lực lượng chức năng đã dũng cảm lao vào khu vực bồn ga để giải cứu an toàn, khoa học. Tiếp theo là một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Chiều ngày 22 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với Trần Thị Thu Tâm, 47 tuổi trú quận Hải Châu, và Nguyễn Thị Tố Nga, 50 tuổi trú quận Sơn Trà, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan điều tra, với mục đích vụ lợi bất chính, hai đối tượng này cùng với Trần Thu Hà, 50 tuổi, đã bị khởi tố trước đó, đã cấu kết cho Đào Thị Như Lệ vay tiền nhiều lần với khoản tiền từ 14 đến 46,5 tỷ đồng, lãi suất 1% một ngày, tương ứng 365% một năm, gấp 18,25 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật Dân sự. Trong đó, Tâm là người chủ mưu, cầm đầu, Hà là người trực tiếp thực hiện cho vay lãi nặng, Nga là người giúp sức. Qua điều tra xác định, Tâm đã thu lợi bất chính số tiền 4,9 tỷ đồng, Hà thu lợi bất chính trên 462 triệu đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng. Khuya ngày 20 tháng 9, tổ công tác số 1 của lực lượng 911 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Âu Cơ thì phát hiện hai người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Bước đầu, hai người này khai nhận vừa sử dụng ma túy vào buổi sáng cùng ngày, đang trên đường đến chợ Thanh Vinh để tổ chức sử dụng ma túy. Từ lời khai này, tổ công tác chia hai mũi mật phục truy đuổi và khống chế Đặng Thanh Tuấn, 43 tuổi, cùng tang vật là gói ma túy dạng hàng đá. Tuấn khai nhận đang mang ma túy vào chợ Thanh Vinh bán cho hai dân nghiện nói trên. Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và bắt quả tang Hoàng Thị Bích Hợp, 35 tuổi và Nguyễn Đức Bảy, 46 tuổi, trú quận Hải Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lợi dụng các hẻm sâu, đêm vắng không có người chốt chặn, Bảy và Hợp đã cấu kết để giao dịch mua bán ma túy. Ngày 17 tháng 9, khi Bảy giao ma túy trên đường Cách Mạng tháng 8 thì bị bắt quả tang. Mở rộng điều tra, Công an thành phố tiếp tục bắt giữ Hợp tại nhà riêng. Tang vật thu giữ gồm 6 gói ma túy đá, 2 xe máy và 3 điện thoại di động. Tối ngày 17 tháng 9, tổ tuần tra của Công an phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê kiểm tra và phát hiện Nguyễn Văn Tiến, 42 tuổi, trú quận Liên Chiểu, lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng tuần tra, Tiến định bỏ chạy thì bị các lực lượng khống chế, phát hiện trong người có một gói ma túy đá. Tiến khai do tình hình dịch bệnh ở nhà buồn chán, lại mâu thuẫn với gia đình nên đã liên hệ với bạn bè ngoài xã hội để mua ma túy về sử dụng.
Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt tử hình với bị cáo Nguyễn Quang Thìn, 32 tuổi, trú tỉnh Nghệ An và tuyên án chung thân đối với hai bị cáo cùng trú tỉnh Quảng Nam là Ngô Văn Truyền và Nguyễn Văn Lộc về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào tháng 10 năm 2020, Tuấn, một Việt Kiều sống ở châu Âu, đã cùng với Thìn tạo dựng nên đường dây đưa thuốc lắc về Việt Nam để tiêu thụ. Đến tháng 11, theo chỉ dẫn của Tuấn, Thìn đến một địa điểm ở cầu vượt Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, lấy ba lô chứa 4.000 viên thuốc lắc rồi mang ma túy ra Đà Nẵng đưa cho Truyền một nửa để tiêu thụ. Khi cả hai đang giao ma túy trên địa bàn quận Liên Chiểu thì bị công an thành phố phát hiện bắt giữ, và chứng thu giữ được là 4.000 viên ma túy thuốc lắc. Thưa quý vị và các bạn, một sự việc khác đang được dư luận quan tâm, đó là vào ngày 21 tháng 9, tài khoản Facebook Minh Đầu Bạc đã đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên có lời lẽ lăng mạ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang. Sau khi tiếp nhận thông tin, vào ngày hôm sau, công an huyện Hòa Vang đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm người thanh niên xuất hiện trong đoạn clip nêu trên. Clip được quay tại một khu vực cánh đồng lúa. Chưa đầy một phút, người thanh niên trong clip liên tục có những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an và các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước sự bức xúc về hành vi của chủ tài khoản Facebook nói trên, công an huyện Hòa Vang và công an xã Hòa Tiến đã nhanh chóng xác minh và xác định được đối tượng tên Trần Văn Minh, 24 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tụ tập ăn nhậu cán bộ thì nhắc nhở về. Lúc đó thì nhậu sai vô đầu thì lúc đó thì cái suy nghĩ nó không được chu đáo cho lắm. Nên mới cầm video lên, không bình tĩnh lắm, mới cầm video lên và quay và xúc phạm cán bộ. Tại cơ quan công an, Minh khai nhận muốn sang xã Hòa Tiến ăn nhậu cùng nhóm bạn và bị lực lượng tại chốt liên xã kiểm tra bắt quay đầu. Minh cố theo đường ruộng để băng qua nhà bạn ngồi nhậu thì tiếp tục bị công an xã ở đây yêu cầu giải tán. Từ đây, Minh sinh ra tức tối và tiến hành quay clip đăng lên mạng xã hội. Giữa lúc cả thành phố đang cùng chung tay thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch thì vẫn có những thanh niên như Trần Văn Minh suy nghĩ hạn hẹp, tìm mọi cách tụ tập ăn nhậu, lăng mạ xúc phạm lực lượng công an và các lực lượng phòng chống dịch bệnh. Làm việc ban đầu thì đối tượng tỏ vẻ nhận thức rất là thấp, cho nên là trước hết là phải giải thích cho đối tượng về những hành vi đối tượng đã làm để đối tượng nhận thức được hành vi của mình là sai. Thứ hai là căn cứ trên cái quy định của pháp luật thì sẽ tiến hành các biện pháp xử lý. Công an huyện Hòa Vang đang đề xuất xử phạt hành chính Trần Văn Minh 12,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên còn muốn thể hiện sự ngông cuồng trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, giữa những bộn bề khó khăn của các nhiệm vụ công tác vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng chống dịch, lực lượng công an còn hóa thân thành những người giao hàng đặc biệt, luôn đồng hành, san sẻ và giúp đỡ nhân dân từ những việc nhỏ nhặt nhất. Hình ảnh người công an vì thế cũng trở nên gần gũi và thân thương trong mắt người dân. Cứ hai ngày một lần, sau mỗi ca trực chốt, Trung úy Trần Thanh Quang lại tất bật với nhiệm vụ đặc biệt. Đó là trở thành shipper giao sữa. Đều đặn vào lúc 5 giờ chiều, Trung úy Quang có mặt tại nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Châu để nhận. Thế là cái hoàn cảnh đó là quá là khó khăn, bởi vì là không uống được sữa bột thì nên là chỉ có thể uống được sữa mẹ thôi, mà mẹ bé là cũng không có sữa nữa. Nên là cái vấn đề này thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự, cái này là ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Nên đó là trong cái thời buổi giãn cách này thì gần như là chỉ có lực lượng tuyến đầu, trong đó có lực lượng công an là được phép ra đường. Nên vì vậy thì cũng như là cái trách nhiệm của công an của mình thì mình giúp đỡ cho nhân dân. Sau khi nhận sữa từ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Trung úy Quang nhanh chóng giao đến cho mẹ của bé tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Từ phần sữa này, nhiều gia đình khác chung cảnh ngộ cũng được chia sẻ phần nào. Ngày là ba bịch là đủ, nhưng mà trong xóm có con bé nó mới sinh về là sinh đôi luôn, nhưng mà cũng có sữa. Là bây giờ em về là phải chia cho nó hai bịch, thiếu thì cũng phải cố gắng. Dạ, nói chung là cảm ơn chú công an nhiều. Tạm trở thành shipper giao sữa, đưa sản phụ đi sinh, đi chợ hộ cho người dân, thậm chí cảnh sát khu vực còn làm hộ sinh, vân vân.
Những câu chuyện này chỉ là một trong số ít những việc làm mà lực lượng công an cơ sở đã và đang nỗ lực ngày đêm giúp đỡ nhân dân. Một trách nhiệm được thực hiện bằng cả trái tim người lính, dù là việc nhỏ nhất. Hình ảnh người chiến sĩ công an vì thế đã trở nên gần gũi, thân thương hơn bao giờ hết. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.